Phải nói là thời gian vừa qua là Việt Nam là một trong những đất nước kiểm soát dịch bệnh theo rất nhiều người. Đánh giá đó là một trong những cái cách kiểm soát rất là tốt. Chúng ta có sự đoàn kết và nhất trí từ người dân cho đến tất cả các cơ quan chức năng, trung ương, địa phương làm rất tốt điều này. Như lô vaccine đầu tiên đã về Việt Nam trong cái niềm vui hân hoan của rất nhiều người. Cảm ơn tất cả các cơ quan chức năng, những người đứng đầu đã đem đến một liều vaccine trong cái lúc cái hoàn cảnh khó khăn thế này. Hãy cùng với các cơ quan chức năng, cùng với tất cả mọi người, cùng với đất nước Việt Nam chúng ta, mỗi người một chút, hãy đóng góp để tạo nên một sức mạnh để có thể kiểm soát Covid. Tôi nghĩ rằng điều này chắc chắn sẽ tạo nên thành công, không chỉ có thành công cho chính chúng ta, cho người thân, mà cho cả xã hội, cho cả đất nước Việt Nam. Thưa quý vị, tất cả mọi đóng góp quý vị gửi về quỹ chung một tấm lòng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mong rằng tất cả chúng ta mỗi người một chút, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Triệu trái tim, một tấm lòng, vaccine vượt qua Covid.